nghe ai gì bước đó. trước để mụn như chị rồi nặng kiểu như chị không? Vì là cái đứa nhìn hấp dẫn kìa, bước trước quá trời luôn. Giờ hôm chị vô chị coi mấy người kia kìa, quá trời người luôn. Coi là hồi xưa nặng kiểu chi mà chờ nặng kiểu chi nói gì mà dễ ra thôi chứ. Chung cũng phải động não nhưng phải là không làm cái này phải đam mê thích mới làm được. Như chị nhìn mụn thấy mà đang đứng nhìn không ra nghe. Lại chị biết cục mụn nó là còn cầu hay là hết cầu. Lì là phải gặp chị với mấy đứa nặng nữa còn nữa sợ em về em sinh ra rửa thì xí Hà làm cho bé sợ không có Hà nhiều thì để đó. Có chứ, chị làm cũng bị làm cả làm còn lo hết. À có thể quay lại chị quay lại ngoan quay lại ngoan thì nó hấp phóng nó hơi gần hơi bị chọn còn Hà có thể là quay lại xem nó vừa phải là chị quay đây thôi chị nói về chị đi lên bên tiếng chị coi rồi chị coi nhé.
Rồi nó mua cái iPhone 12 nữa, chẳng rõ nữa. Sạc lỡ ở đâu nữa? Sao quý vậy trời? Chuyện của em. Chị mà cháy khang rồi trời. Nhà mây răng rồi nhà. Em đem được hết đồ lên lầu nha. Chắc là đây mới cái cần thiết thôi chứ. Trời ơi, đã nghèo nên còn nghèo nữa chứ. Thế Đà Nẵng cũng đỡ nè, Đà Nẵng đỡ hơn. Cũng lụt đó nhưng mà nó không có ghê. Bảo mà em Hà đang đem bảo đi. Kêu Hà ở đâu bảo tới đó. Nhưng mà mưa rất tốt lắm. Giàu lắm đi. Mấy người kêu là nhà em đó. Chúng mày mua mấy sai ở nhà. Làm đi chuẩn bị năm sau hoặc là năm coi mình đi vào. Thì chờ công nghệ nhiều thứ Thank you.
sang đây á, ấy là vô Sài Gòn. Thì chị làm chị đâu bao nhiêu tiền đâu à, tính ra chị làm người ta tưởng chị giàu lắm đó, bởi rất nhiều người họ tưởng chị là theo tháng có mấy trăm triệu, khi theo tháng chị nhiều khi mấy chục, chứ mấy làm gì, mấy chị nói thiệt, chị ra là em tự tính mà biết luôn chứ càng chi. Ok, mình sống tốt thì trời thương thôi. Nào tháng thì chị xui dã man, qua tháng này không biết không đỡ có xin mua. Chị thấy chị xù tọt mạng rồi. Nói chung là không có chút, không có chút chuyện này để hầu gì thế cho mình. Chị làm gì mất ăn mất ngủ luôn. Nói chung là làm ăn thì cũng có sự cố. Còn gặp cái thằng cô nó bị viêm mặt, nó sưng đầu thì xả không. Cô mà quay lâu nhất á, em biết là tỷ kinh luôn. Con Yên khóc luôn, Yên đứng khóc luôn, thấy tậu quá khóc luôn. Nhưng mà ấy là cái nét thì chị nói vấn đề nó thì cũng dễ, mà chị có chút chuyện này còn kinh khủng hơn. Uống thuốc thôi, uống thuốc với lại xị mấy cái mũ ra đỡ thôi. Dễ phù nề lắm em, dễ nhập viện lắm đó. Cứ nó mà ái lần gan là nguy hiểm tới tính mạng đó. Phải giỡn cho à. Đó, nói chung là ví dụ như bà hỗ trợ mình thì mình cũng hỗ trợ, với lại chị em dù sao làm được cái gì bị chỉ cái nói với đủ, không cùng nhau nữa, không phải là cùng một cái tỉnh thành nên là nó dễ biết không. Rồi có thiệt á, làm gì đó làm viên hết đúng không?
về đã còn cái nước còn mới nó không gì đó muối rồi vô thì nó thứ luôn thì trời để nhờ bác sĩ về đi thì vợ ơi đưa làm đây rồi mình phải hỏi chị nhiều việc lắm làm xui xui thì bị nào bị kia tối mà ủa chính là thứ chí chị bữa hôm nó nguyên bữa hôm nó nghe tin nó xong thì bị mất ngủ luôn nguyên đây lo cho họ rửa chưa rồi xong rồi em năm phút là xong chị. Đây là về à? Ba giờ một thêm thôi, ba không thêm đi nặng một mỏ. Nhà đây nhà nghĩ nha là ai nhà? Nghĩ đây là nhà, nghĩ nhà là. Nghĩ mấy cái này mà khó quá chị lo, may được quay à. Quay được nên là cái lần đi làm về là trước đi bán thì. À, lần trước sau video của người này là cũng hot mà like nhất đúng rồi đen quá vậy kìa ấy đen lắm đã con mụn là đã buồn không phải là con mà là cái nó là gọi là cái đầu cháu đen á. Bụng này nặng chắc chập là rách bao tay liền. Không nhận ra luôn. Bên này mụn đẹp quá, mặt đẹp hơn. Không nhận ra luôn. Thì có mấy bữa sáng chị gái của chị mua kem mà chị kêu chắc không, chị này chị đau quá, chị sợ đau quá nên chị nấp luôn rồi đó. Bà đi lần bà hoảng luôn kêu bà đi lần chắc bà hoảng luôn rồi đó chị chịu được nói chị đi lần chị hoảng mà mấy cái phát trực tiếp của chị cũng bị không được lây đau gì sợ buồn kinh nó bị uống hết cả máy em do máy em hết pin mà đợt này máy em cũng hết pin luôn đây này quay nhiều quá con quay cả ngày ra sạc pin chị bôi 4 hộp kem nữa rồi còn cái hũ bột mà rửa đắp cho rửa nó vẫn còn rồi kem hết rồi đó rồi bôi nó nhanh như thế còn có chị bôi có 8 ngày tới 10 ngày hết hộp rồi
cô ngày nào thì thấy cầm nó hướng dẫn ngoài vòng ngày hai lần nó sáng nó tối. Nãy em biết về đâu chị nhờ con My chụp thêm mấy cái hình mụn cây mụn nữa. Thì vì không có một cái chứ mấy, có một cái hai cái chứ mấy, thì chụp nhiều để cho mà là họ biết rồi, với lại chụp tại quá đúng kìa. Vì hắn nổi mà bên đây hơi bị hót luôn. Hỏi rồi, hai đứa nó diễn thầu. Ủa diễn thầu đi nói diễn thầu nhưng mà do hai đứa này hót nên là họ đứa cũng mà hai đứa này vậy thôi. Dạ cho nên mới đẻ ý là nặng, nó là nặng, nó thân gì đau á chị, em nặng mà cái tay em gãy luôn á, còn trừ là em đè nhẹ là ra rồi. Em chị bâu ghê quá mà bâu dễ sợ ngay đó, chị bâu kiểu mà bâu phải vừa đủ á, bâu răng cái gì cho nó dùng tháng mình dùng có 8-10 ngày ráng lắm 10 ngày đó. Thật ra thôi chị ơi, chị dùng em sợ rồi đó. Ủng hộ cho Loan là Loan rồi chứ nè. Đây mua mấy hộp rồi đó. Ủng hộ nó cũng không được. Ủng hộ kiểu nó là không tốt. Ừ. Thì chị thấy chị bốn cũng vừa đủ rồi, biết ăn nhanh hết rồi. Biết lại gì mà em nghe. Thế là tập bữa nay bao ngày lần thôi. Ai lên nhưng mới lên ít thôi. Nói gì ít bông em. Nhàng nghĩ là nhàng là ai? Anh chị chăm quay này. Biết là vậy. Chạy lon chứ làm gì có cửa. Vì nhà có cửa quay. Ngon ngon là chị lon dớt hết rồi. Ngày nay Hà đi á, cũng không có khách luôn hả? Không có luôn. Thả gì sao? Ý là giờ phúc đi làm hai ngày không có khách á, ngày buồn thì chết và nó dâm mà cũng nạn quá ra nói chứ. Chụp hình ai? Chụp hình tí mấy à? Khùng. Dễ thương, dễ chịu rồi. Tôi kêu hỏi chụp hồi nãy xuống năm em canh chụp, kêu chị chụp với em cái. Chụp mi hót lên nữa. Được hót thì họ cũng thích điều đó mà. Họ kiểu như là có người hâm mộ là họ thích đó. Họ đã đi qua tới đây rồi, mặt ra rồi không chịu chồng. À, người
người ta lại chờ đợi. Hà ít bữa Hà chị làm lại cái tay kem Amisa ngày bữa nay, tay Amisa kem giả nhiều mấy phút rồi. Mà có 7 phút thôi à, thành nặng nhanh đi mà. Bữa nay là mặt chị nặng không có nhiều bữa trước đâu chị, nhanh hơn nhiều. Và sợ, bà sợ chờ lâu. Bây giờ nó đi đi ăn rến ghê không, mỗi ngày chở mua em đi ăn kinh ăn. Chị năng nãy lên đi nó dở rảnh quá để chị không muốn đi. Thôi mang dao mắt đi lùng cái mà ừ. Chào hôm đi luôn. Năng lại cái đi rồi không đi. Tự tin luôn. Chị Long là thiếu à. Đúng không hả? Quen ai? Thôi thôi thôi, Phúc quay mày ra. Phúc quay không được, Phúc biết quay. Trời ơi, một mũi vàng khè bơ. Cái ca hông và túi của hông có nhiều ca đã lắm. Huệ quay xong nó đi đó. Quay xong qua quay cho em cái là cái ca mà u bã kìa. U bã đó. U bã đã lắm. Cậu nó cũng hot đó. Cậu nó mình có vài thời gian khó khó lâu lâu mới có được ca ngon ngon. Như chị này là vừa rồi cũng hót nè, miệng đậu đen mới hót đen mà miệng thu là phong to lên nữa kìa. Dạ. Mười phút chưa hả? Để phát được tiếp xe cho nó. Sợ cái này. Để em phát xe đi.
Dù sẽ còn quá trời trời. Chị rất thấy ráng thêm xíu xíu nữa. Hôm nay cũng tươi đó mà. Bụng tươi luôn, bụng héo. Già rồi, nặng đỡ đau rồi.